Trong một căn phòng vệ sinh cũ kỹ có một siêu sao bóng rổ và một bác sĩ đang bị nhốt. Họ không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết là tỉnh dậy đã bị nhốt và xích ở trong này. Bất ngờ màn hình TV xuất hiện hình ảnh người đàn ông đeo mặt nạ. Ông ta nói rằng hai người sẽ phải chơi một trò chơi sinh tử, trong vòng 2 phút phải lấy được thuốc giải nếu không sẽ bị khí ga giết chết. Nhìn thấy cây cưa sắt trên đầu họ hiểu rằng phải ném thứ gì đó vào rổ thì mới lấy được nó. Siêu sao liền nhặt cục bê tông lên ném nhưng rổ thì không vào lại vào đầu ông bác sĩ. Bác sĩ cố giữ bình tĩnh nói không sao, việc của anh là ném vào cái rổ kia. Ở lần thử thứ hai thì kết quả cũng không khả quan hơn là mấy. Mày ghét tao thì nói một tiếng, có mỗi việc ném vào rổ thôi cũng không làm được à, thằng kém cỏi. Anh da đen ném lại lần nữa và thành công lấy được hai cái cưa sắt xuống. Họ nhanh chóng cưa nhưng cưa mãi mà không có kết quả. Có vẻ như tên sát nhân muốn họ tự cưa chân mình để thoát. Bác sĩ bị anh da đen khiêu khích là kẻ yếu đuối liền tự cắt chân mình. Ông ta cầm chân mình lên tự tin nói giờ ai là kẻ yếu đuối đây. Nhưng khi nhìn lại thì đờ mờ cắt nhầm chân rồi. Lúc này Tom vừa mới thức dậy và cảm thấy cơ thể mình có gì đó kỳ lạ. Có lẽ đêm hôm qua anh phải chiến đấu với ba con quái vật ba đầu nên sức khỏe không ổn định. Cindy vui vẻ bước vào ôm anh rể. Sau cái chết của người chồng, cô đã gửi Kobe vào trường quân sự. Giờ cậu nhóc trông khá cứng cỏi và đậm chất nam nhi. Cindy vô tình cầm lọ thuốc ra ngoài khiến anh rể uống sạch lọ thuốc bổ thận trắng dương. Giờ thì con chim non lớn nhanh như thổi. Nhìn cứ như khẩu súng thần công đánh hoài không xuống. Tom choáng váng đi ra ngoài ban công rồi bất cẩn ngã xuống dưới. Cú rơi mạnh khiến anh không qua khỏi nhưng khẩu thần công vẫn còn cường tốt, thậm chí nó còn xuyên qua cả lớp đường nhựa. Ryan là một người lái cần cầu. Vì làm việc 16 tiếng một ngày nên anh đã gây ra một hậu quả vô cùng thảm khốc tại bến cảng. Nhưng anh chẳng thèm quan tâm tới chuyện đó và cứ vậy mà xách mông đi về. Cuộc sống của anh trở nên tẻ nhạt hơn khi vừa ly dị vợ. Anh tìm tới quán bar và gặp hai người bạn thân của mình. Hai anh da đen động viên và khuyên Ryan nên nghỉ ngơi giống cái cách mà họ đi cắm trại hè mới đây. Lúc đó vì trời mùa hè quá lạnh nên anh tóc dù đã rủ anh nhỏ con vào trong lều cho ấm. Họ vui vẻ vừa hát vừa đốt nến trông rất lãng mạn. Và sau đó cả hai đã cùng nhau thông cống suốt một đêm dài. Ryan không biết nói gì hơn liền lái xe về nhà. Lúc này vợ cũ đưa hai người con tới để cho anh chăm sóc. Cô ấy trách móc anh không quan tâm đến tụi nhỏ. Làm gì có, anh rất quan tâm đến chúng mà phải không hai đứa? Bố à, bọn con đây cơ mà. Người con trai cả tức giận đạp tung cánh cửa. Còn cô con gái thì số nhọ không còn từ nào để diễn tả. Tại công ty môi giới giúp việc, ông giám đốc đầu hói đang rất căng thẳng khi toàn bộ nhân viên giúp việc làm tại gia đình Norris đều gặp ám ảnh. Lúc này Cindy vào xin việc thì ông giám đốc liền tươi tỉnh nhận ngay luôn và lập tức. Ông ta dẫn Cindy tới nhà Norris để làm quen công việc. Căn nhà rộng rãi nhưng có vẻ hơi âm u vì thiếu người ở. Vừa mở cửa phòng ra thì đột nhiên một bàn tay xuất hiện khiến cô sợ vãi cả đái. Thì ra là một bà lão bị bại liệt. Để cháu đỡ bà dậy nhé. Mày giết tao luôn đi chứ, hành hạ vậy tao chịu không được. Giám đốc đưa cô tới phòng khác thì có một con quỷ tóc dài trên trần nhà. Ông ta phải giấu nó ngay đi, không nhân viên mới lại chạy mất dép. Cindy kéo rèm ra thì cảm thấy dạo rực trong người vì thấy anh chàng Ryan đẹp trai đang bổ củi. Sau đó Cindy phát hiện những tấm hình của hai vợ chồng chủ nhà nhưng người vợ đều bị che mờ hết. Trong khi đó ông giám đốc phải vật lộn với con quỷ nhỏ trong bồn tắm. Không có gì đâu, chỉ là trời hơi nóng tí thôi mà. Cuối cùng cô nhận lời đồng ý làm giúp việc ở nhà Norris. Ryan vì muốn tăng tình cảm gia đình nên đã rủ con trai xuống chơi ném bóng. Nhưng ném đâu không ném lại ném mẹ nó vào đầu Cindy. Anh vội chạy qua hỏi thăm, thấy cử chỉ ân cần của đối phương, Ryan liền cảm thấy tình yêu trở lại nơi con chim bé bỏng bị tan vỡ. Trong lúc đang tắm, Cindy bị một bàn tay đen sàm sỡ. Ra ngoài thì thấy một con ma trẻ con bước xuống một cách đầy kinh dị rồi nó lăn mẹ đi đâu mất tiêu. Bước vào một căn phòng bí mật, cô hoảng sợ khi thấy con ma. Còn con ma cũng hét lớn vì bị cô đốt mẹ nó tay. Hôm sau, Ryan rủ con trai chơi ném bóng nhưng một lần nữa lại ném vào người Cindy. Cô nói trong căn nhà này có gì đó rất ma quái và sau đó chia sẻ về cuộc tình tan vỡ của mình. Cô từng là một võ sĩ quyền Anh, còn chồng là huấn luyện viên cho mình. Cô đã giành 20 chiến thắng liên tiếp và hôm đó là trận đánh quyết định người vô địch. Đối thủ của cô là một cô gái có khả năng khiến bao nhiêu người đàn ông gục ngã. Mặc dù có chút lo lắng nhưng Cindy vẫn quyết định thượng đài. Kết quả là bị đấm cho không trượt phát nào. Giây phút cô đáp trả thì đối thủ lại cúi xuống nhặt đồng xu. Quán tính khiến cô ngã theo kiểu sờ no motion của mấy anh Ấn Độ. Simon chạy ra đỡ vợ thì ngã gãy cổ. Trọng tài bất cẩn cũng gãy cổ. Khán giả theo phản ứng dây chuyền cũng gãy cổ mà chết. Cindy luôn tự trách mình vì sẽ không có ai phải xuống lỗ nếu mình không tung ra cú đấm đó. Ryan khuyên cô hãy quên quá khứ đi để hướng tới tương lai và thế là hai người trao cho nhau những cục đờm béo ngậy. Đúng lúc này một cơn cuồng phong bão táp kéo tới, đám mây hình cặp mông liên tục phóng ra các tia sét chết người. Ryan cùng Cindy và con gái chạy vào trong nhà nhưng anh lại quên mẹ nó con ở bên ngoài. Cô bé tội nghiệp bị sét đánh cho không ra hình người. Khi mọi chuyện kết thúc, Ryan bước ra ngoài xem. Mọi thứ trở nên rất hỗn loạn. Tất cả các phương tiện đều không thể di chuyển được, kể cả chiếc xe đạp hay ván trượt.
một thanh niên chán sống ôm bom chạy ra nhưng nhấn nút kích nổ thì không được. Kết quả anh ta bị những người dân lương thiện cầm hàng đánh cho lên bờ xuống ruộng. Những con quái vật từ dưới mặt đất trồi lên tấn công con người. Tia sáng chiếu tới đâu là người đó biến mất, chỉ còn lại mỗi quần áo. Sau khi nói chuyện với cậu bé ma, Cindy biết được rằng muốn đánh bại người ngoài hành tinh hãy đi theo chỉ dẫn từ trái tim rỉ máu của cha tôi. Chữ xấu thế này sao mà đọc, giờ thì tốt hơn rồi. Brian dẫn các con bỏ chạy khỏi thành phố thì gặp được Cindy. Cô nói anh hãy đi cùng mình để tìm cha của cậu bé ma nhưng anh từ chối vì phải dẫn con tới chỗ an toàn. Trước khi đi anh đưa cho cô một thứ gì đó, Cindy thấy một chiếc máy bay bị tai nạn liền tới hỏi thăm, không ngờ Brenda vẫn còn sống. Có lẽ ông đạo diễn đã bốc mộ cô ấy lên và làm phép để cô trở lại. Cindy rủ bạn mình lên đường tìm kiếm sự thật nhưng làm gì có phương tiện nào di chuyển được. Đúng lúc này có một anh da đen lái xe đi ngang qua và Brenda chỉ vô tình ném bất tỉnh nhân sự anh ta. Thế là giờ hai người bạn có xe để di chuyển. Cuối cùng cả hai cũng tới được nơi cần tới. Đằng sau hàng cây là một thế giới khác. Người dân ở đây như đang sống ở thế kỷ 17 vậy. Để trà trộn vào ngôi làng họ phải thay đổi trang phục. Thấy hai cô gái yếu đuối bước tới họ liền kéo vào bụi rậm và kết quả là bị đấm cho viu đầu. Thôi thì nhảy tạm bộ quần áo chưa giặt vậy. Cindy nhìn thấy cha của cậu bé ma trong làng nhưng ngay sau đó cả hai bị bắt đi. Henry phủ nhận những gì Cindy nói về người con trai xấu số của ông ta và nói rằng hội đồng chuẩn bị xét xử cả hai về hành vi đột nhập. Tại buổi xét xử, Brenda gạt kèo đút than vào lò với một thanh niên đẹp trai da trắng. Đối phương cũng vì cái lò hư hỏng mà đứng lên bảo vệ Brenda và Cindy. Trong khi mọi người đang tranh cãi nảy lửa thì một con quái vật ba đầu bị mù bước vào. Cô ta còn thoải mái thả bom như ở nhà khiến cả phòng xét xử thối lên. Chịu không được nên họ đành đồng ý cho hai cô gái gia nhập vào làng nhưng sẽ không được đi ra ngoài. Hội đồng tấu hài Liên Hợp Quốc lúc này cũng họp khẩn cấp vì cuộc tấn công của người ngoài hành tinh. Tổng thống Mỹ nói rằng chúng đã dùng vũ khí khiến con người biến mất chỉ để lại quần áo và nước Mỹ vĩ đại đã chế tạo thành công vũ khí ngược lại để trả thù. Ông Tổng thống bấm nhầm nút kích hoạt thế là quần áo bay mất tiêu trước sự ngỡ ngàng của các nguyên thủ khác. Không những vậy, ông còn tạo ra thảm họa khi biến những người ngồi dưới trở nên trần như nhộng. Lúc này, Ryan và hai người con tới một khu rừng. Cậu cả thấy quân đội đang chiến đấu với quái vật liền hào hứng bỏ bố và em ở lại xông lên. Lũ quái vật quá mạnh khiến Ryan lạc mất con trai. Vì vậy anh đành ôm con gái bỏ chạy vào nhà một người đàn ông gần đó. Cindy đi tìm Brenda thì phát hiện cô bạn đang cật lực quay tay cho anh chàng da trắng. Thì ra họ đang làm bánh, bỏ đi hỡi những con người có đầu óc đen tối. Bất ngờ tiếng chuông báo động vang lên. Hai con quái vật từ từ tiến vào làng khiến người dân bỏ chạy toán loạn. Cindy và Brenda vội chạy vào nhà trốn sau cái bàn và phát hiện một trong hai con quỷ bị hắt xì, thì ra đám quỷ này do người dân trong làng đóng giả. Phía bên kia có tiếng la hét thất thanh khiến mọi người chạy qua xem. Henry đang bị đau tim vì con dao cắm ngay vào bụng. Trước lúc lâm chung ông muốn nói chuyện riêng với Cindy và Brenda. Không ngờ con trai của ông ấy cũng có mặt tại buổi thi đấu quyền Anh của Cindy và tai nạn kinh hoàng đó đã khiến cậu bé ra đi một cách đau đớn. Ngay lúc chuẩn bị nói ra cách tiêu diệt người ngoài hành tinh thì Henry bị một tên ngáo đá đâm chết. Ryan nói chuyện với chủ nhà và biết được rằng anh ta đang đào một đường hầm trú ẩn nhưng đồ nghề không có nên phải đào bằng răng. Bất ngờ con quái vật giống một con rắn xuất hiện. Nó phát hiện một cái máy hút bụi liền hiếp dâm cái máy tội nghiệp kia. Nhân lúc nó đang phê vì lên đỉnh thì chủ nhà cầm dìu định kết liễu nó nhưng Ryan lại ngăn cản. Anh không muốn con gái thấy cảnh chém giết máu me này và thế là cô bé bị con quái vật bắt mẹ đi mất. Sau đó anh cũng bị tiễn đi luôn. Ngôi làng kỳ lạ lúc này bị đám quái vật tấn công. Chúng bắt Cindy và Brenda vào trong một chiếc lồng sắt. Tại đây cô gặp lại Ryan và hai người tiếp tục trao nhau cục đờm béo ngậy, đột nhiên lồng sắt rung lắc dữ dội. Một cái xúc tu khổng lồ kéo cô bé lên trên, Cindy và Ryan bám được vào cô bé nhưng cũng không thể làm gì hơn ngoài việc chịu chung số phận. Khi đèn bật sáng họ mới nhận ra mình đang bị gắn cạm bẫy trên người. Ngoài ra ở đây còn có bộ xương của hai người lúc đầu phim, tên mặt lạ xuất hiện chào mừng mọi người đã tham gia trò chơi sinh tử, muốn sống sót thì phải tìm được chìa khóa trong vòng 1 phút. Manh mối đầu tiên là hình chụp X quang. Sau đó hắn ta đưa cho Cindy một con dao mổ và nói rằng chìa khóa trong hốc mắt của cô. Không ngờ một mắt của Cindy là giả nên cô có thể dễ dàng lấy chìa khóa giải cứu mọi người. Tên mặt nạ không tính tới trường hợp này nên ép họ chơi thêm trò thứ hai. Lần này hắn treo hai người con của Ryan lên còn phía bên dưới là một cái bẫy chết người. Ryan ngay lập tức cầm sợi xích bên kia để giữ cho hai đứa con không bị rơi xuống. Để tăng độ khó hắn cho một cái máy đa trứng cút và vẹo tì Ryan nhưng anh vẫn không buông tay. Nhớ tới lời chỉ dẫn của cậu bé ma, Cindy liền tới móc bồn cầu và phát hiện tên mặt nạ là cha dượng của cậu bé. Thì ra hắn ta làm tất cả chuyện này là để trả thù cho con trai. Brenda bất ngờ đi vào một cánh cửa bí mật và tới được nơi tên mặt nạ đang quay hình. Bị pha đám hắn liền kêu anh em song sinh ra tấn công Brenda. Mặc cho Cindy cầu xin hắn ta vẫn quyết tâm thử xem Ryan có dám hy sinh tính mạng để cứu con không. Đối mặt với cái chết cận kề anh ấy vẫn không buông tay. Điều này khiến tên mặt nạ xúc động và quyết định dừng toàn bộ cuộc tấn công này lại.
Cuối phim mọi người trở về với cuộc sống bình thường, Cindy và Ryan trở thành một cặp, Brenda cùng anh chàng da trắng hạ sinh một bé con vô cùng kháu khỉnh, còn hai anh da đen thì nắm tay nhau tiếp tục đi thông cống trong túp lều lý tưởng. Bộ phim đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà vào phần tiếp theo.